Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục video mới cho ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4. Và tối nay như đã hẹn thì em sẽ có một số cái áo khoác gió mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại. Hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và đối với những cái sản phẩm áo khoác thì em miễn phí vận chuyển anh chị nha. Và đây là những cái sản phẩm em siêu tuyển đầu kỵ luôn, đồng giá là 150.000 đồng cho một mã sản phẩm trong video này anh chị ha. Mình chốt dùm em theo cái mã sản phẩm là ok anh chị nha. Và miễn phí vận chuyển anh chị nha. Những cái lần trước thì không có áo khoác nữ nhiều, đợt này thì em có tuyển lựa được vài chục cái áo khoác nữ và em lên ở đầu video luôn dành cho các cô ha. Áo thì cũng rất là đẹp như những đợt trước thôi, độ mới rất là cao nha anh chị nha. Hàng si nhưng mà rất là mới luôn. Đầu tiên là em có một cái áo là thương hiệu là AVK. Đợt này thì đa số là hiệu Hàn Quốc anh chị, hiệu của Hàn Quốc nha. Cái này là chất khoác dù màu xanh dương ha. Dĩ nhiên là màu sắc ở trên đây em có chiếu đèn thì đôi khi là cách nhau cái màn hình thì nó sẽ hơi xê xích nhẹ nhẹ chút xíu thôi nha anh chị nha. Chứ còn về mẫu mã, nếu mà không có size khác mẫu mã thì anh chị mình hoan hỷ giúp em anh chị ha. Rồi, trên từng cái nút là người ta đều dập hiệu hết anh chị. Nói chung là hàng xịn lắm, nó vàng tươi luôn nha. Cái này là size của nữ, ghi là size 95 thì tầm khoảng M là mình mặc vừa nha anh chị. Ở trong là toàn bộ là tiếng Hàn Quốc hết và sản xuất tại Myanmar. Đó, mấy cái này hàng xịn không nha. Size M độ mới rất là cao. Cái này các chị mình mặc như vậy cũng được, hoặc là mình có thể bật cái tay này lên nè. Đẹp lắm nha. Cái này là của nữ anh chị ha. Mình chốt giùm em mã số 1. Mã số áo số 1 nha anh chị. Mình ghi giùm em mã áo số 1 là em chốt được đơn cho mình ha. Size M. Áo đó là áo số 1. Tiếp theo là em có một cái này. Áo nữ thì em ưu tiên em giới thiệu đầu video anh chị nha. Tại những lần trước thì áo nam nhiều rồi. Đợt này là áo nữ em về em tranh thủ em giới thiệu đầu video ha. Đây, cái này là tông màu xanh rêu nha anh chị. Nó sẽ không có quá cũ đâu. Độ mới nó khoảng là trên 85%. Cái tông này rất là xinh. Ở cái dáng này rất là xinh luôn. Các chị các cô mình mặc nó dễ thương lắm. Tại vì cái kiểu dáng Hàn Quốc mà, cho nên là có nhiều cái mẫu mã nó độc lạ lắm. Từng cái nút là người ta dập hiệu nha anh chị, nút nhựa. Cái viền này nó màu nâu chứ không phải là nó cũ xì nha. Dĩ nhiên nó cũng phải là hàng si nha anh chị nha, nhưng mà nó không cũ đâu. Rất là ổn cho cái áo này ha. Size này là tầm khoảng size S đến size M mặc vừa. Đó, khoảng size S đến size M nha anh chị. Hàng hiệu xịn thì cái anh chị nhìn cái khoen nè. The Dagger nha. Đó, The Dagger nè. Size người ta ghi L nhưng mà theo em mặc thử thì M là mình mặc ok, còn L là mặc nó hơi chật nha anh chị. Rồi, rất là đẹp luôn. Các chị mình chốt giùm em cái này mã số 2. Áo này số 2 giùm em anh chị nha. Tiếp tục em có cái áo này size to. Nam nữ đều mặc được cái áo này nè anh chị. Nam nữ mặc được cái áo này. Đấy, rất là mới luôn. Hiệu là Imbro Sport gì nè. Cái này thì nếu nam á, thì các anh mình mặc size M hoặc là L nhỏ thôi nha. Còn nữ là XL vô tư, quá mới. Siêu mới luôn anh chị. Cái này mình ủi sơ ngang cái là thành siêu phẩm liền. Đó, cái tông màu của nó là không phải trắng tươi, màu trắng ngà ngà kem kem anh chị nha, nhưng không phải cũ đâu. Rất là đẹp luôn ha. Đấy, xuất sắc. Cái này một lớp thôi, mặc siêu mát. Rồi, cái này anh chị chốt giùm em mã số 3 nha. Mã số 3. Cái này mình về ủi sơn cái là đẹp gái lên liền. Một cái áo này là form dài, cái vải nó như là vải KT vậy anh chị. Cái này mình mặc mùa hè đi du lịch là rất là đẹp. Hàng sản xuất tại Hàn Quốc luôn nè. Made in Korea nha. Một số thương hiệu thì thường em bán hàng Nhật á, cho nên là mấy cái thương hiệu Hàn Quốc đôi khi mình không có gặp, không có quen nhiều. Nhưng mà nó là toàn là hàng made in Hàn Quốc là đa số. Đẹp lắm, cái này size dài nha anh chị. Mình mặc khoác ngoài size dài ha. Hôm trước có khách, có anh chú góp ý là đo cái bề ngang, bề dọc rồi đó. Thì cái này do là áo nữ, em mặc thử luôn anh chị, cho nên là em báo size áo nữ ha. Khỏi đo, đo tốn thời gian anh chị. Tại vì em có đến 100 mã áo cho cái video này lận. Rồi, cái này rất là mới nha, nhưng mà nó là size dài nè. Mình mặc với khoác ngoài một cái áo ba lỗ rồi này kia cũng rất là ok ha. Này mình ủi sơ ngang cái vải của nó là vải kaki nha, chứ không phải là vải dù ha. Mã này thì size M, L đều mặc được hết. Mấy cái dạng này thì mình mặc rộng rộng ok. XL là mình xả cái này luôn cũng được. Chốt giùm em mã số 4. Mã số 4 cho cái áo này. Tiếp tục. Em cố gắng video này em lên được khoảng 100 cái áo luôn cho anh chị mình dễ chốt nha. Red Cam nè. Áo này mát lắm, mát rượi rượi luôn. Dù pha với lưới nha. Cái lưới này nó mát rượi luôn anh chị. Cái này mùa nắng này các chị mình mặc nhà rồi cũng ok.
Đi đâu thì cái này thì nó không chống nắng nhiều à, nhưng mà nó mát, mặc ở nhà là rất là ổn nha. Còn cái phần thân này là vải dù nè, màu xanh đen, size này tầm khoảng size M hoặc là L nhỏ mặc được luôn. Thì dĩ nhiên ớt là mặc ok nha, tại vì áo này thì mình mặc rộng rộng ok, và nó có độ giãn nhẹ cho do cái này nó thun hàng hiệu nè anh chị ha. Rồi cái này em có mặc thử rồi, anh chị yên tâm báo size là áo nữ là em báo size ok nha. Đó, cái này là M hoặc L nhỏ mình mặc được. Cái này anh chị chốt giùm em mã số 5. Mã số 5 cho cái áo này. Tiếp tục cái này nam nữ mặc được, nếu mà nam thì anh nào mặc size S hoặc M nhỏ. Thôi cái này nam đi, cái này nữ mặc thì nó hơi cứng quá ha. Nam, cái màu này là màu hơi hơi xám xám nè, xám xám xi măng anh chị, xám xi măng nhạt nha. Rồi cái hiệu nè, ghi chữ là Indian gốc. Bên trong đây tem này, tem toàn bộ là tem tiếng Hàn hết anh chị. Đấy, cái kiện này là nó dạng như là hàng kiểu của Hàn á, cho nên là nó trẻ trung, nó không có bị già. Độ mới rất là cao nha anh chị, hàng xi mà độ mới rất là cao, khoen khóa là anh chị nhìn nha. Đó, hàng có hiệu đàng hoàng nha. Rồi cái này là nam khoảng size S thì mặc rộng rộng ok, còn size M nhỏ giùm em thôi ha, L không vừa. Cái này anh chị cho em mã số 6. Tiếp tục một cái bomber. Bomber này là phông dài, nó giống giống với cái màu trắng lúc nãy kaki nè. Cái vải nó bóng bóng nha anh chị nha. Đó, vải bóng bóng, phi phi bóng bóng như vậy nè. Form này là form dài, mình mặc giấu quần hay là mình mặc khoác ngoài nó rất là modern nha anh chị nha. Size này tầm ML. Ở trên cái video thì cái hình nó sẽ hơi bị sáng, ở bên ngoài cái màu nó trầm hơn chút nha anh chị. Bên trong có một lớp luôn nè. Cái này thường các cô mình thích lắm, kiểu như bóng bóng vậy đó. Các cô mình thích modern là mình thích cái này liền. Nè, phía sau lưng nó đây. Phía sau lưng nó có xẻ tà, xẻ như vậy ha. Rồi ở bên hông tay thì người ta có thêu. Rồi, cái này anh chị chốt giùm em mã số 7. Mã số 7 nha, áo số 7. Rồi Nike nè anh chị, Nike này màu trắng nha. Màu trắng trắng kem kem. Cái này cái cổ nó có hơi dính dơ nhẹ, mình về mình giặt giùm em nha. Nike bán 150 luôn, đồng giá 150 nha anh chị. Hàng hiệu Nike, cái này nữ thì khoảng tầm size L ok luôn. Còn nam thì M thôi anh chị nha. Nam M thôi. Một lớp, vải một lớp rất là đẹp luôn, hàng được made in Việt Nam, hàng kiểu Nike đó, Nike đó anh chị. Rất đẹp ha. Rồi, nhưng mà cái này thì độ mới khoảng cỡ 85% thôi, mình về mình giặt ngâm giặt lại giùm em cho nó sáng lên nha. Mã số 8 cho cái áo này, mã số 8. Đồng giá 150 nha anh chị, rất là đẹp luôn. Áo khoác đợt này nó cũng rất là ổn ha. Ôi, cái áo này nó ngắn tay, cái này của nữ ngắn tay màu xanh dương một lớp thôi. Dành cho các cô nè. Đó, mình phối đồ nha. Cái vải này mình về mình ủi lại giùm em nha. Áo thì em giặt rồi nhưng mà chưa có ủi. Đó. Ủi lên bán 300-400 ngàn cũng vậy anh chị, để em bán rẻ như vậy cho anh chị mình về đường nào mình cũng giặt ủi lại hết à. Cái này thì giặt cho nó thơm phức là thôi, còn ủi thì em không có thời gian ủi ha. Rồi, cái mã này thì mình mặc lỡ lỡ anh chị, khoảng tầm L, XL các cô mình mặc được, cái tay là tay lỡ, tay ngắn như vậy nha. Rồi chốt giùm em mã số 9. Rồi tiếp tục cái áo này phi bóng nè, đẹp nè, các cô mình chốt liền cái áo này. Áo này có cái hiệu anh chị nhưng mà nó bị mờ rồi nè, nên ta có theo theo cái hiệu đây nhưng mờ rồi. Cái này là cái cổ, là cái cổ vét nha, cổ vô đứng như vét vét như vậy nè ha, khoen khóa là sáng trưng luôn. Đấy, đẹp nha, cái này khoảng tầm size M, L nhỏ thì mới vô thôi, còn L mà các cô mình hơi hơi thấp thấp người là không vừa nha. Này, cái tem hiệu này nó cũng mờ hết trơn rồi em không đọc được ha, nhưng mà rất là đẹp. M là mặt đẹp nha, còn L là mặt nhỏ nha. Mặc L ôm á là ok ha, tại vì áo khoác thì mình cũng mặc nó hơi rộng rộng mới đẹp ha. Cái này chốt giùm em mã số 10. Mã số 10. Rồi áo này đẹp, rất đẹp luôn nè. Cô nào mà thích dài dài mà đang ở mùa lạnh, ở xứ lạnh hay là ở cái khu vực này đang lạnh hoặc là đang đi du lịch đồ nè, lấy liền giùm em cái này. Rất là ấm nha, và cái form của nó có cái rút thắt cái lưng như này anh chị. Rất là đẹp luôn. Nhìn nó Hàn Quốc cực kỳ nha. Màu xanh dương đậm. Màu xanh dương đậm anh chị nha. Size này L mặc vô luôn. Còn nếu mà M ớt gì, ớt thì nó hơi rộng cái vai, còn M thì các mình cứ cứ rút ha. Và cái này á thì ở bên trong nó có một cái, ôi cái này nó bị hư cái dây này rồi. Rồi bỏ qua. Tiếp tục. Tiếp tục là em có cái này là hàng hiệu của Self Made in Korea nha. Cái này nó cũng có cái dây rút nha anh chị, tựa tựa cái kia này nhưng mà nó nhạt hơn cái kia. Này, cái vải nó giống như là linen á nhưng mà điều nó sẽ sọt sọt như nè. Linen thì nó mỏng hơn nha, nó cũng kiểu nhăn nhăn á, còn vải này cũng nhăn nhăn luôn. Khoen khóa này còn mới cứng nè. Made in Korea luôn nha. Cái này size L hoặc là XL mình mặc vừa luôn. Cái dây rút thì nằm bên trong đây. Dây rút nè anh chị. Dây thì mình mặc tới đâu mình rút tới đó, nằm bên trong anh chị ha. Đây tem hiệu.
tiếng Hàn không à, made in Hàn Quốc luôn nè anh chị, rất là đẹp nha. Và thường thường á, thì áo thì em ít có lật cái made in nước nào ra lắm, chủ yếu là mình thấy nó cái màu đó nó hợp không, cái kiểu đó hợp không, rồi cái size đó vừa không thôi. Chứ còn made in là đa số đợt này là made in Việt Nam hay là made in Hàn Quốc là nhiều anh chị nha. Rồi cái này anh chị chốt giùm em mã số 11. Ừ, đây, màu xanh rêu. Cái này người ta cách điệu cái phần dây kéo nó hơi xéo xéo nha anh chị nha, từ đây xéo qua đây nha, cách điệu nha. Rồi, cái dây rút này để bên ngoài nhìn xinh không? Cái này các chị mình mặc đẹp lắm. Mình có thể kéo hết lên như vậy ha, hoặc là mình kéo như vậy nè, mình để cho cái cổ nó bật ra như vậy nè. Đẹp quá trời luôn. Cái này size L mặc ok, XL mặc được luôn, thì mình kéo nó dài dài xuống chút xíu, hoặc là mình giảm cái phần rút này lại ok nha anh chị. Đẹp quá, cái màu rất là đẹp. Màu xanh, xanh mà nó trầm á, nó không có tươi đâu. Cái này đẹp nha, xuất sắc nha. Đây, nó như vậy nè anh chị. Mặc sao thì nó có cái nón luôn. Này chị nào đang ở khu vực mùa lạnh là mặc quá đẹp, như Hàn Quốc luôn ha. Mã số 12. Rồi, áo dù này hàng hiệu của Rosbeth nè. Nhìn cái áo là biết hàng xịn rồi. Rất là xịn luôn. Hai lớp. Mã này nếu mà nam mình thích đó thì không, tại vì người ta làm cái này nó cái form nó fit như vậy cho nên là nữ mặc ok anh chị ơi, size L nha. ML mặc được, cái này của nữ nha anh chị. Nam thì em thấy nó hơi nhỏ. Này nữ mặc nha, này của nữ anh chị, và rất là xịn nè, mà cực kỳ mới luôn. Mẫu này thì nó thể thao, khoan khóa dạng thể thao như vậy anh chị ha. Rồi, đây, phối nè. Bên trong thì cái phần lót nó hơi đổ lông nhẹ nhẹ, mình về mình cạo cạo sơ sơ lại giùm em là ok nha. Áo còn rất là ổn luôn. Đấy, tem Hàn Quốc trong này. Rồi, cái này size tầm L, M mặc ok, L mặc ok, mã số 13. Tiếp tục. Ôi, áo này xinh luôn, áo này mát rượi luôn nè. Hàng hiệu Sport nha, hiệu này nè, để mặc đi tập thể dục thể thao, đi bộ, đánh cầu lông rồi các chị mặc cái này. Tay là tay lỡ nha, phối bo chung ở đây thì mình mặc nó tới đây luôn, nó không có bị tuột không, hoặc là mình có thể săn săn lên sơ sơ ha. Cái này khoảng tầm size M anh chị, rồi ở sau mát rượi luôn nè. Thật ra em mặc size L, cái này em mặc vẫn vừa đó, nhưng mà thường thường á là mình mặc áo khoác á, thì mình mặc nó hơi hơi rộng rộng nó mới thoải mái để mình chơi thể thao mà. Nó thoải mái hơn ha, tông màu rất là đẹp luôn nha, độ mới cao. Chốt giùm em mã số 14. Một cái bomber. Bomber này là size L em mặc vừa nè. Cái này em mặc vừa sang L, tại bomber thì nó cái form nó rộng á. M mình mặc vẫn được nha, L thì mặc chí mí luôn á, còn M thì mình mặc hơi rộng chút xíu nha. Màu của nó là màu xám đậm. Bên trong lót là lót vải như vậy. Đấy, bên trong có một lớp lót vải như vậy nha anh chị nha. Mặc rất là ấm. Còn mình đi mùa hè thì nó mát nha, không sao hết trơn. Mặc rất là dễ. Phía sau lưng có chữ nè. Rất đẹp luôn, dáng bomber, rất là hiện đại nha anh chị, độ mới cao luôn. Mã số 15. Rồi áo này xinh luôn nè. Áo này hàng hiệu là Climon gì nè. Mà size 90, size 90 hồi nãy size 95 thì tầm khoảng M, này size 90 thì khoảng size S nha anh chị, size này size nhỏ. Tông màu cam. Vải dù phối với vải thun nha. Rất mới luôn, khoen khóa cực kỳ đẹp. Này, siêu mới luôn anh chị. Đẹp lắm. Cái này size S thôi anh chị ơi, có nón nè, size S, hoặc là nhà mình có em cháu nào đó tuổi teen thì mình lấy cái này đi học cũng ok. Lưu ý size S nha anh chị nha. Rồi, mã số 16 cho cái này. Size này là em đo size theo thực tế của em rồi đó anh chị, mình yên tâm chốt ha. Một cái này. Cái này nữ tầm khoảng size M là mình mặc vừa nha anh chị nha. Cái vải này nó hai lớp, cái này mình mặc ấm ok. Mặc ấm ok nha, phối giữa màu vàng với màu xanh kiểu xanh khối á, xanh đen khối khối á, chứ nó không có đen quá. Xanh dương á, độ mới trên 85% anh chị ha. Bên trong là lót màu vàng nè. Cái lót thì chỗ này nó hơi tương chút, nhưng mà không sao, cái đó bên trong thôi. Tem này. Sản phẩm này là hàng hiệu là Bơ Hao nè, made in Việt Nam anh chị nha. Thông số nó đây. Nên em báo cho anh chị là tầm khoảng size M ha. Đó, độ mới cao. Rất là đẹp luôn, chốt giùm em mã 17. Áo thì trước khi gửi cho anh chị thì em có kiểm lỗi hết, nhưng mà đôi khi thì mỗi lần gửi hàng thì mấy trăm cái áo lận, có khi mấy bạn sẽ bị sót á anh chị, thì mình nhận về nếu mà nó có lỗi gì thì anh chị cứ báo giùm em ha. Còn hàng si thì những cái lỗi nho nhỏ thì bắt buộc phải có rồi anh chị. Dơ dơ nho nhỏ thì mình tranh thủ mình giặt lại giúp em ha, chứ nó không thể mới 100% được. Nhưng mà ví dụ như nó rách hoặc là nó hư nút gì đó mà em không có báo á, thì anh chị cứ nhắc lại giùm em nha. Rồi, cái áo này màu xanh đen đậm. Cái này nếu mà nam mặc á, thì khoảng tầm size S thôi.
Size M là phản ôm á, còn nữ thì mình tại vì nó có cái chỗ dây này nè, dây này mình không có rút vô thì nó thẳng thớm như vậy ha, còn mình rút vô thì nữ mình cầm khoảng size L mặc vừa luôn. Có một cái nút chỗ này nó hơi bị bể cái nút này, nhưng mà nút này là dạng nút mình cũng ít có xài nút trên này lắm nha, hàng hiệu của là đen hai lớp, tem của nó đây, bên trong người ta có kèm cái nút nè, mình lấy lên mình may thôi. Hàng là toàn là tem hàng không đó anh chị. Này tầm nữ là tầm size L nha anh chị nha, M, L đều mặc vừa cái này hết luôn. Độ mới cao, mã số 18. Rồi, một cái này, ui, đẹp quá, size L mặc vừa nha. Bông hoa nè, nhìn cho các chị các cô nè, đẹp. Mát rượi luôn, size L nha anh chị nha. Đây hàng hiệu nha anh chị, tại mấy cái hiệu Hàn Quốc này mình ít có gặp thôi. Đây nè. Khoan khóa dập hiệu hết trơn luôn, đẹp lắm. Cái này size L mặc ok ha, vải mát rượi luôn, một lớp nhưng mà rất là mát. Mã số 19. Màu này siêu ngọt, hàng hiệu là Vermont. Vermont. Đây, vải dù, ở trong là lớp lót lưới nha anh chị, màu hồng cam siêu ngọt luôn. Đẹp quá. Đấy, mình rút thì mình rút ở đây nha, từng cái nút là người ta dập hiệu như vậy nè. Đẹp xuất sắc luôn. Nhưng mà có cái là cái khoen chỗ này thì mình kéo vẫn bình thường thôi, nhưng mà nó không có còn nguyên cái phần toàn ten dưới ha. Đẹp lắm. Rồi, và mát rượi luôn nha. Cái này mình tầm khoảng size L mình mặc ok. L nữ anh chị nha. Chốt giùm em mã số là 20. Cái này cam phối với lại đen. Hiệu này nam mặc được, cái này nam mặc được, nữ mặc được. Nam thì nhỏ thôi, khoảng size S nhỏ. Ốm thiệt là ốm mình mới mặc thôi, còn nữ thì khoảng tầm L mình mặc vô ok. Đó, cái này thì vải dù anh chị nha, chuẩn vải dù luôn nè, nè. Hàng hiệu của Nico gì đó. Nè, cái hiệu nó đây size 95. ML mặc ok nha anh chị nha. Technology gì nè. Hai lớp nha anh chị, bên trong đây, tem đây. Toàn bộ là tem hàng hết trơn á, nhưng mà tại vì tem thì thường thường áo thì em không có quan tâm lắm, chỉ quan tâm cái size với cái độ mới thôi. Cái này rất là mới luôn ha. Mã số là 21. Cái này to hơn và cái màu nó đậm hơn, đậm ở cái chỗ phối này nè, phối này và phối giống như là màu đỏ vậy anh chị. Cái này nam anh chị ơi, nam này khoảng tầm size M, L nhỏ thì mặc vừa nha, L bự không mặc vừa, M thì mặc là ok tại vì mấy form này nó rộng rộng nha. Discovery. Đây, size 100. Đó. Size này ở cái này nó mát rượi hả anh chị ơi. Mình có thể rút dưới này cũng được, không rút cũng không sao nha. Tem hàng đây, rất là đẹp. Cái này vải dù ha, độ mới siêu cao. Không có lỗi lầm. Chốt giùm em mã 22. Rồi cái này phối nữa nè. Này vải dù một lớp. Phối giữa màu xám đậm với màu hồng. Đó, cái này cũng tựa tựa cái size hồi nãy nha, size khoảng tầm M, L nhỏ xíu thôi. L mà mình hơi hơi cái anh mình hơi thấp chút là mặc không vừa nha, M là mặc vô tư luôn. Đây. Hàng hiệu nha anh chị nha. Rồi phối màu rất là trẻ trung. Có cái chữ T này hình như là nó bị mất hơn chút xíu thôi, còn lại là rất là ok ha. Độ mới rất là cao cho hàng si rồi anh chị. Chốt giùm em mã 23. Rồi cái này cho các cô nè, mát ấm hỉn luôn. À, màu tông màu hồng sen. Cái này là hai lớp nha anh chị, mặc mùa lạnh là vi vu luôn á, rất là đẹp, màu hồng sen nha. Size này tầm khoảng size M, L nhỏ của nữ anh chị nha, hàng hiệu của Nhật, ủa hàng hiệu của Hàn á. Nó quen hàng hiệu của Hàn Quốc nha, hai lớp, bên trong mình có thể rút á. Nè mình rút nó có cái phần lằn rút ngay đây nè anh chị. Rồi bên trong nó hai lớp như vậy nha. Đẹp. Cái này nó hơi dính dơ chút xíu mình giặt giùm em tại vì nó màu sáng thì không tránh khỏi nha. Rồi cái này là tầm khoảng size M là nhỏ dành cho nữ. Chốt giùm em mã 24. Rồi nhúng bèo luôn. Melbourne. Đây. Ôi ơi, cái vải này dễ thương không? Nó có pha cho nên là nó hơi cứng cứng anh chị nha. Chứ nó không có phải là dù 100% hay nó có pha cái kiểu ni lông á hay là kaki gì đó. Cái này là kiểu dễ thương, kiểu nữ tính nha anh chị, nhúng bèo cái cổ rồi nhúng bèo cái tay rồi nhúng bèo này luôn nha. Rồi cái này L em mặc vừa luôn nè. Nhưng mà M, L là mặc ok ha. Chốt giùm em cái này. Mã số là 25. Một cái bomber hiệu là Onara. Onara này nữ size L mặc ok, đẹp luôn. Màu của nó là màu xanh rêu đậm nha anh chị nha. Xanh rêu đậm như vậy. Đó. Nam thì nhỏ xíu à, cho nên là cái này nam thì tầm khoảng size S mới mặc vừa, còn nữ là mặc size L nha anh chị nha. Mã số 26 giùm em. Tiếp tục.
Technology Outer gì nè, giống cái nãy nè. Cái này là 5 khoảng size L mặc ok. Cái chữ K2 nãy giờ mình gặp nha, cái này một lớp nha anh chị, màu của nó là màu cam đất đậm. Đây. Cái này một lớp và cái vải nó rất là xịn, giống như là Uniqlo vậy đó anh chị nha. Cái vải nó cũng khá là xịn luôn. Rồi chốt giùm em mã số là 27. Áo này siêu đẹp, mới nhìn qua tưởng Burberry không à. Cái sọc y chang Burberry luôn, nhưng không phải Burberry nha, mà hàng này là hiệu khác anh chị, hiệu Bác Lacco gì đó, nhưng mà cái sọc y chang Burberry luôn. Độ mới rất là cao nha anh chị ơi, cứ tự tin mà chốt ha. Cái này nữ mình khoảng tầm size L, XL mặc vô luôn. Còn nam nếu mà thích cái kiểu cổ này nha, mình chịu cái cổ này thì khoảng tầm size M là mặc vừa. Chốt giùm em mã số 28. Rồi một cái dù màu tím, hàng hiệu của Molton. Molton này là size 95, size 95 tầm khoảng size M hoặc L nhỏ của nữ nha. Cái này rất là mới anh chị, nó bị nhăn thôi. Độ mới rất là cao ha. Đó. Chốt giùm em cái này, mã số của nó sẽ là 28. Rồi một cái này 29 anh chị ha. Sorry anh chị nha, cái này 29. Chốt giùm em lại cái màu tím này là 29 nha anh chị. Cái này 29 là nãy em báo giá, báo mã lộn ha. Rồi một cái này. Cái vải nó giống như vải lao nền luôn nè. Nó mềm lắm luôn anh chị, màu xanh lá cây. Mình rút eo nha, có chỗ rút eo nè. Cái này sang L mặc vô tư. Ghi 95, em là mặc vô tư ha. Tại cái mẫu này thì mình không có mặc mà rộng quá đâu. ML đều ok nha anh chị. Vải rất là mát luôn. Mặc model dữ lắm, ủi thẳng ngang cái là model lắm luôn. Chốt giùm em mã số 30. Rồi cái này xinh nè, Valiger size SM. Vải cũng mỏng luôn. Này mặc mùa hè hoặc là mặc khoác ngoài đi làm cũng ok. Cái này mình có thể kéo giày hoặc là mình giày nè anh chị, để cho nó thành một cái cổ bật như vậy nè. Đấy, SM nha anh chị ơi. Đẹp lắm, màu xanh đất nha, xanh rêu đất. Rồi cái này anh chị chốt giúp em mã số là 31. 31 nha anh chị. Tiếp tục. Cái này mát rượi luôn nè, tại vì cái này nó phối lưới nè, phối lưới như vậy nha. Size này tầm khoảng size L của nữ. Vải thì cái phần dù thì nó rất là mịn, phối với lưới nữa, cái này mặc vô mát rượi luôn. Nè, phía sau lưng phối lưới như vậy nè. Rồi tem một nùi đây, hàng hiệu nè. Hattori Golf gì đó. Đó anh chị ha. Hiệu nhiều lắm nhưng mà tem bên trong đa số là tem hàng á, em không có lật bên trong ra. Mình báo sai cho anh chị thôi. L mặc vô tư ha. XL thích bon chen được luôn của nữ á. Rồi, chốt giùm em mã số 32. Rồi cái này màu sắc nè. Size này L, XL mặc được luôn. Có cái cái này không có rút nha. Cái này không có rút nha anh chị nha. Tông màu nó như vậy nè. Đó, đẹp quá, trẻ trung lắm nha. Rồi. Cái này là hàng khoen khóa thì còn sáng trưng luôn ha. Hàng có hiệu quá anh chị. Tem bên trong người ta lót một cái lớp này nè, nó mỏng như vậy nè anh chị, cho nên là nó mát lắm. Mặc cái áo này vô mát rượi luôn. Khoen khóa thì còn rất là ok luôn anh chị nha. Chốt giùm em cái này mã số là 33. Rồi, cái vải kiểu này hàng chi nó quen thuộc, Uniqlo nè anh chị. Uniqlo này cũng sản xuất tại Việt Nam luôn, size L. Các anh mình thường cái mẫu này nè, mình mặc xếp nó không có rộng quá là anh chị, size L này là các anh mình mặc ok nha. Cái này nam nha anh chị, rất là mới luôn. Uniqlo 150 luôn. Cái này là đồng giá 150, rất là đẹp nha anh chị, size L màu xanh đen. Cái vải dù của nó không phải là quá mỏng nhưng mà nó cũng chỉ có một lớp thôi, mặc siêu mát. Đấy, nam mặc màu này thì không có gì phải chê rồi anh chị ha. Chốt giùm em mã là 34. 34 nha. Cái này là cái form to, oversize nè. Cái phần phía bên dưới này nó bự lắm, cho nên mặc ok luôn. Cái khoen như vậy thì chắc chắn là hàng của nữ rồi anh chị. Khoen tròn nè, có nón bên sau. Tay nó như vậy đây. Tay là nó không có bó lại nha, thay rộng nha. Rồi, phía bên trong. Bên trong cái này là hai lớp nha anh chị. Rồi cái này oversize ha. Đó, mã số 35. Đồng giá 150 nha anh chị. Trời, cái này siêu mát luôn, hàng hiệu là Bamfring Golf Sport nè. Size 100, size này tầm XL mặc vừa. Nam thì khoảng L ha, nữ thì XL mặc vô tư. Cái này thì nam mặc ok anh chị. Nó rất là mát luôn và tại vì nó mỏng dánh nè. Nè, cái vải nó mỏng vậy nè. Mỏng này là cố tình làm mỏng chứ không phải hàng dởm đâu nha. Kiểu như để tập thể dục thể thao cho nó mát mà. Đây, có hiệu bên đây. Rồi, tem Hàn Quốc trong này. Rồi, cái này anh chị chốt giùm em mã số là 36. Sconey, cái này nữ này tầm khoảng size L, cái vải dù nè anh chị,
chuẩn phải dù luôn ha. Đây cái vải này rất là đẹp nha, size L mặc ok một lớp. Size L giùm em ha, rất là mới luôn. Mã số là đây đây, để em coi lại cái mã số. Rồi mã số 37. 37. Một cái màu xanh dương, cái này nam, nam mà khoảng size L ha. M, L nhỏ nha anh chị nha, hàng hiệu là Balenciaga. Ghi 95, 95 này của nam anh chị, khoảng là M hoặc là L nhỏ thôi. Anh nào mà cao cao mới vừa nha, còn mình hơi thấp chút thì M thôi anh chị nha. Màu xanh, vải nó sọt sọt như vậy nhưng mà nó rất là xịn, và tông màu này nó cũng hơi hiếm anh chị nha, nó tươi tươi ha. Chốt giùm em mã số là 38. Tiếp tục. Áo này. Áo này là L của nữ. L nữ nha anh chị nha. Cái này không phải màu cũ nha, cái màu của nó là màu xám á. Rồi hàng hiệu đây. Bên trong có thêm một lớp nữa, cái này mặc ấm lắm. Trekking gì nè, đi leo núi gì hả? Hàng của Sirung. Đấy, tem Hàn Quốc đây anh chị. Rồi size 90 nè, Center Police gì đó. Đây, này, cái đợt này là giống như là hàng Hàn Quốc anh chị, cho nên với cái kiểu mẫu mình thấy nó hiện đại modern ha. Size L của nữ nha anh chị nha. Rồi, cái này chốt giùm em mã số 39. 39 anh chị nha. Rồi tiếp tục cái này. Cái này của nam size M. Máy này mình mặc rộng rộng ok nha, size M của nam, vải rất là mát luôn. Cái tem chỗ này người ta cắt mất tiêu rồi, nhưng mà độ mới cao nha anh chị nha. Đây, tem này tem Hàn Quốc nha. Hôm trước là mình mua hàng Nhật rồi, hôm nay mình mua thêm cái hàng của Hàn Quốc đi anh chị ha. Cái này rất là đẹp luôn, size M. L nhỏ bon chen thôi chứ L mà hơi lớn lớn là mình mặc bị giật nha anh chị, M thôi. Chốt giùm em mã số 40. Cái đó là mã số 40 giùm em ha. Rồi, tiếp tục. Cái này form dài, hàng hiệu nha, New York nha. Hiệu này hiệu của Mỹ nè. Form dài nha anh chị nha, form dài. À, cái màu của nó là màu be, be đậm ha. Đó, cái chỗ dây kéo người ta may về chứ không phải lỗi đâu ha. Khoan khóa đây, rất là đẹp, hàng New York Collection. Form này là form dài size L. Đây, L nam anh chị, cái khúc này là tới nam rồi nha. Size L nam, dành cho các chú mình mặc kiểu chỗ của mình mà nó hơi lạnh lạnh nha. Tông Hàn Quốc mà. Đó. Chốt giùm em mã số là 41. Cái này cũng dài nữa. Ui, cái này đẹp quá. Cái này nam nữ mặc được nha. Nữ thì khoảng size L, còn nam thì tầm M thôi. Không, cái này em thấy nữ mặc đẹp hơn nha. Đây này. Nữ mặc anh chị ơi, cái bờ vai nó nhỏ thôi, nữ mặc nha, cái này là size L của nữ. Rất là đẹp luôn, nhìn giống mấy bộ phim Hàn Quốc liền luôn ha, nó dài xuống tới nha. Khi mà mình mặc á thì nó dài xuống tới mắt cá luôn anh chị. Đẹp lắm nha. Đây hàng hiệu Kim Ju Jun gì nè. Đó size L. Cái vải nó dày hai lớp để cho nó giữ ấm anh chị. Cái này đẹp quá, xuất sắc quá. Mã số 42. Rồi cái này Seaport nè. Tông màu cam, cái vạt trước nó ngắn, vạt sau nó dài. Đây nè, nó dài nha anh chị nha. Độ mới cao trên 87-88%. Mình về mình giặt ủi sơ sơ ngang cái là ok ha. Cái này là tầm khoảng size M. Đó, M nam. Chốt giùm em mã số 43. Tiếp tục. Cáo này Nike nè anh chị. Nike này phối giữa màu đen với màu trắng nha. Nike nè. Nike này size XXL, made in Việt Nam. 2XL nha anh chị. 2XL của nam thì dĩ nhiên XL mình mặc vẫn ok thôi. Độ mới còn rất là cao ha. Chốt giùm em mã số 44. Rồi cái này siêu phẩm luôn. Đây cái vải rất là xịn nha. Anh các anh mình chốt liền cái này đi. Hàng hiệu của Lanzi. Hiệu Lanzi, từng cái nút, cái khoen khóa này người ta dập chữ Lanzi luôn nha, hai lớp. Đẹp quá. Bên trong toàn là tem Hàn Quốc không. Cái này tầm khoảng size M, L nhỏ thôi nha. Rộng, rộng rộng thôi chứ đừng có mặc ôm quá anh chị nha. Cái này hai lớp nhưng mà vải xịn lắm. Mà xanh đen, mã số 45. Cái này cũng xịn luôn nè, hàng hiệu của Richland Luxury, size XL. Đây. Cái này là chữ hàng nha chứ không phải chữ Trung Quốc nha anh chị. Đó, đẹp quá, cái này rất mới nha. Size XL, đây cái vải đây. Ôi cái này lỗi rồi. Này lỗi rồi đấy, em làm cho video sau ha. Rồi, bỏ qua cái đó nha anh chị. Cái này là Golden Rosette Ulsan South Korea này. Cái này là khoảng tầm size, người ta ghi size L nhưng mà XL mặc được luôn, tông size nó là size bự. Ghi sang L nhưng mà XL mặc được nha. Chỗ này thì nó có
phối cái cổ nè, nhưng mà cái này nó hơi đổ lông ha, mình về mình cắt bỏ giùm em là ok nha. Rồi XL các anh các chú mình mặc vừa luôn, mã này thì nó màu xanh đen rất là đẹp. Rồi L XL mã 46. Rồi cái này phối màu trẻ trung năng động, nữ thì mặc hơi to, nam thì tầm khoảng size M và trẻ nha, tại phối màu trẻ với màu hàng Nike nè. Ủa có cái tem Nike kìa, đúng rồi, hàng của Nike thì các anh chị ơi nè, đó Nike nha, Nike này đẹp nè, chốt liền giùm em cái này, chốt giùm em mã số là 47, 47 giùm em chút xíu. Rồi tiếp tục cái này size nhỏ nha anh chị, fashion ở bên trong nó có cái lớp này là mình mặc nó rất là ấm. Cái này tầm khoảng size S thôi, size S dành cho các anh thôi anh chị ha, M mình mặc nó phải nhỏ nhỏ chút mới được nha, em báo size S là nó vừa luôn, size S ha. Chốt giùm em cái này mã số là 48, 48 nha. Hàng này là Paolo Bailo Italian, hàng Ý nè anh chị, hàng hiệu của Ý nè. Chỗ này là người ta có cái lớp để mà nó dạ quang nhưng mà nó bị tróc rồi ha. Còn lại thì ok, màu đỏ. Mình về mình giặt sơ lại giùm em. Ồ cái này nó lỗi rồi, lỗi cái đó rồi, bỏ qua anh chị ơi. Tiếp tục, cái này màu xanh đen dáng bomber, nhưng mà nó không có phối thun ở trên, ở đây nó bằng vải luôn. Cái này bằng chất vải nha, không phải là bằng dù nha, hàng hiệu đây. Rồi cái này là khoảng tầm size M, L nhỏ, mà là nhỏ của nam ha, khoen khóa rồi còn sáng lắm. Cái này các anh mình mặc thanh lịch lắm nha, nhìn nó màu đen mà nó thanh lịch lắm nè, khoen nè, mới cỡ này. Rồi chốt giùm em mã 49, 49 nha. Mấy mẫu này các anh chị hổm giờ đang coi mấy cái bộ phim hàng hot hot là mình thấy hay bận cái mẫu vậy nè, mình thấy vậy đó, chứ mình phối chung mặc chung với áo thun á rất là đẹp luôn. Hàng hiệu của là đó, có hiệu này, size 95, rất classic nè, vải nó như vậy anh chị nha. Cái này là không phải cũ nha, cái màu nó như vậy anh chị. Rồi size này là tầm khoảng size M anh chị ha, size M, M nhưng mà M này Hàn Quốc á, kiểu anh các anh mình có thể tham khảo mấy cái mẫu mấy diễn viên Hàn Quốc á, người ta hay mặc kiểu phối phối mấy cái này nè, với thun trắng á, rất là đẹp, model ha. Chốt giùm em mã 50. Cái này cái này size nó to hơn cái nãy chút, nhưng mà nó cũng là cái model Hàn Quốc đó, đó anh chị. Tại vì cái kiện này là kiện giống như là những cái tem hàng là nhiều ha, cho nên là cái mẫu này anh chị, ở trên đây người ta có đệm vai nữa nè, mẫu này là của nam rất là đẹp luôn, khoen khóa xịn luôn anh chị ơi, đẹp nha. Cái này còn size M hoặc là L nhỏ mặc vừa, dán cái vải giống như là vải của áo sơ mi á, mã 51. Cái này cũng vậy luôn, check đi nè, nó cũng y như vậy nhưng mà cái màu vải nó khác thôi. Nhưng mà cái này nó hai lớp nha, một lớp vải mỏng với một lớp là lưới nha anh chị, cho nên nó rất là nhìn nó lạ lạ ha, hiện đại ha. Tem hàng bên trong người ta giặt riết mà nó bay hết rồi. Rồi trên đây nó hơi vàng vàng chút xíu, mình về mình giặt giùm em nha, tại vì người ta giặt đại trà thì nó cũng không có sạch hết được những cái nhỏ nhỏ đó. Cái này tầm khoảng size L mặc đẹp, M mình mặc cũng ok, nếu mà mình thích rộng rộng mình săn tay đồ này kia là ok ha anh chị ha. Mã số là 52. Rồi tiếp tục, hàng hiệu của là Landis nè, Smart, size 110. Này cái vải cũng giống như cái siêu phẩm hồi nãy nè chị, cái vải rất là dày, đẹp luôn ha. Size này tầm khoảng size M, L nhỏ, M thì mình mặc hơi rộng rộng ha, còn L là mặc ok nha. Rất là đẹp luôn, hai lớp, màu xanh đen đậm, mã 52. Rồi cái này hiện đại lắm nè anh chị, size M, vải thun, size M vải thun nha, đẹp quá. Cái này hiện đại trẻ trung, size M. Rồi, màu xám lông chuột á, chốt giùm em mã số là 53. Hàng hiệu của Daisy. Cái này cái form nó giống mấy cái sọc sọc lúc nãy nè, nhưng mà điều nó là màu đen. Size này tầm size L. Đấy, có cái đệm vai nha anh chị nha. Độ mới thì khỏi phải bàn rồi, độ mới cũng rất là cao ha. Mặc ấm luôn, chốt giùm em mã 54. Bomber nè anh chị, bomber này của nam. Size này là size M là mặc đẹp luôn, nam thì mình mặc cỡ vậy thôi, chứ cũng đừng có mặc ôm quá nó xấu ha. Này in Korea luôn anh chị nha, bomber, bomber này vải bóng bóng nhũ nhũ, hồi nãy nữ có cái màu tựa tựa đó, mình có thể mua mặc chung anh chị, mặc cặp á. Rồi chốt giùm em mã số là 55. Áo này form dài, form dài cho mình đi du lịch hay là các chú nè,
hay các anh mình thích lady volume ha. Cái này của cái này mà lady gì ta, cái này sao lady được, bự vậy, bự vậy lady không vừa đâu nha anh chị. Cái này nam nha, nam nha anh chị ơi, mình muốn rút thì rút, không rút thì thôi nha. Nam này tầm khoảng size L XL mặc vừa luôn, màu xanh đấy, dài nha, form là form dài như vậy nè. Rồi chốt giùm em mã số 56. 56. Rồi anh chị đi. 56 rồi. Đây. Tiếp tục. The North Face nè, The North Face này rất là nổi tiếng luôn anh chị. Cái này là The North Face. Màu đen ha, cái này tầm khoảng size size này là size L của nữ và M nhỏ của nam. Cái này nữ nam đều mặc được hết. Đấy. The North Face, hàng hiệu lớn nha và độ mới rất là cao, hai lớp dày dặn. Rồi chốt cho em mã số 57. Cái này tông sơ mi nữa nè, cái vải nó sẽ rủ rủ nha, mát mát nè. Vải rủ rủ nha anh chị nha. Cái này ủi ra nó mới ra được cái kiểu. Đây nó dày. Cái này chắc nữ mặc quá anh chị. Đây cái này của nữ nha anh chị nha. Nữ này các chị mình size to ha, mặc oversize được luôn, quán size L mặc hoặc là XL ok ha. Cái màu vải nó như y hình luôn nha anh chị, tay thì tay lửng lửng. Chốt giùm em mã số là 58. Áo này bị dính dơ. Bỏ qua. Bomber, bomber này của rồi tiếp tục nè. Cái này của nữ nè anh chị, của nữ là tông để đi tập thể dục thể thao ha, hoặc là chống nắng chống lạnh gì cũng ok. Màu màu hồng phối với lại màu tím. Đây, size 95, tầm khoảng size M. Đấy. Độ mới thì mình khỏi phải lo nha anh chị nha, độ mới rất là cao so với hàng si rồi anh chị ha. Rồi chốt giùm em mã số là 59. Một cái áo size to của nam, hàng hiệu Resin 115, size này là tầm khoảng size XL ha, L mặc ok, XL mặc ok luôn. Màu rất là đẹp, độ mới cao. Đấy, độ mới cao luôn nha anh chị nha. Đó, nó như vậy. Chốt giùm em cái này mã số 60. Cái này là size XL của nữ, L mình mặc được luôn. Cái này đẹp nha, có cái sợi dây kìa. Vải xịn lắm. Sợi dây này là mình có thể buộc ở sau lưng được nè. Như vậy nè, buộc nơ nơ như vậy nè, trong phim Hàn Quốc ha, hoặc là mình đem ra trước mình buộc qua eo, rất đẹp luôn. Vải xịn sò hai lớp nha anh chị nha, hàng Hàn Quốc luôn, rất đẹp. L, XL nữ mặc được. 61. Mã 61. Một cái áo nam to. Áo này thì nó hơi dính bụi chút xíu, mình về mình giặt sơ lại em nha. Đây. Nó như vậy ha. Size này là tầm khoảng size L. L. Ôi cái này, cái này nó bị lỗi rồi. Bỏ qua. Tiếp tục cái này. Ôi cái này đẹp nè, vải xịn nè. Lít nè anh chị, lít này hôm trước ở hàng Nhật có nè. Lít này tầm khoảng size M, L nhỏ xíu luôn. Cái vải xịn lắm nha anh chị nha. Và nó mát rượi à. Vải bóng bóng mà nó rất là mát. Từng cái nút nè, mát lắm. M mà ok, L nhỏ thôi nha anh chị nha. Chốt giùm em mã số là 62. 62, tiếp tục. Áo này có cái rút nè, mình xài tới đâu mình rút tới đó anh chị nha. Đó, rút như vậy. Cái này thì các chị mình size lớn, oversize của nữ. Rồi, mấy ký mặc cũng vừa hết trơn anh chị. Cái tay nó cũng dài thòn luôn, mình mặc tới đâu mình rút lên tới đó ha. Rồi, đẹp luôn nha anh chị, chốt giùm em mã số là 63. 63, một cái áo này. Human. Cái này size S hoặc là M của nam. Phối màu như vậy nha. Em nói có những cái mà em nói ít thì mình là nó không có lỗi lầm gì hết trơn anh chị nha. Đồng giá 150, quá rẻ, quá dễ mua luôn. Đó, đồng giá 150 thôi anh chị nha. Cái nón nó nằm ở trong đây. Rồi, chốt giùm em cái này mã số là 64. Cái này phối màu đẹp nè. Hàng hiệu của Pro World Cup. Đó, size 105. Size này tầm khoảng size L, XL nhỏ. Phối màu rất là đẹp, hai lớp.
Tờ mới rất là cao ha. Anh nào chưa có màu này chốt liền màu này. Màu này nó cũng khá là lạ. Rồi, chốt giùm em mã số là 65. Một lớp là not capable. Cái này không phải là nó lỗi nha, cái này người ta thêu ở trên sản phẩm á. Rồi vải một lớp rất là mát luôn. Đây. Là cái hình này nè anh chị, cái logo này nè. Đẹp nha, cái này size M. Chốt giùm em mã số 66. Tông màu sáng nè. Cái này tầm khoảng size L, new net gì đó, size L mặc ok nha, một lớp một. Này mặc đi chạy bộ rồi cũng được anh chị nha. Đẹp, màu rất là sáng luôn. Mã số 67. Rồi nè, tông sơ mi giống nãy nữa nè. Indian. Indian này khoảng tầm size L. Size L anh chị nha. Vải sọc sọc như vậy nè, vải kaki á chứ không phải vải dù nha. Rồi, đây từng cái nút là hiệu như vậy nè. Chốt cho em mã 68. Rồi cái này hàng có hiệu luôn nè. Landad Urban. Size này XL mặc vừa luôn. Màu xanh đen, XL mặc vừa nha anh chị nha, rất là đẹp. Độ mới rất là cao. XL hàng hiệu không á anh chị. Mã 69. Cái này tông sơ mi tiếp tục. Mission Golf Wear, cái hiệu đây. Mình nhìn cái tem hiểu thôi mình biết hàng xịn rồi. Cái này tầm khoảng ML luôn anh chị. À, cái chỗ này người ta có thêu cái con bia đó luôn nè. Đẹp ha. Rồi, vải này là vải sợi sơ mi nha, ML nhỏ xíu luôn. Của nam nha, chốt giùm em mã số 70. Rồi cái này cái vải của nó là cái vải như vậy. À không, cái này là không phải của cái đợt này. Rồi tiếp tục nè, Classic Resister Trademark. Cái này không có phải vải sơ mi, nó là vải kaki. Nhưng mà cũng là cái tông áo giống nãy giờ luôn, size tầm khoảng size L. Cái này cổ điển nha, anh nào thích tông cổ điển chút lấy cái này chút để phối đồ. Mã số 71. Màu xám đen phối với là màu đỏ. Size này tầm M. M là mặt đẹp, L hơi chật anh chị. Đấy, mấy này thì mình mặc hơi rộng rộng chút xíu là ok nha, hàng hiệu trơn anh chị. Đấy, của nam ha, đẹp lắm. Vải rất là đẹp, mã số 72. Sắp hết rồi anh chị ơi. Rồi, cái này The Work to gì đó, The Way chứ, The Way to gì đó anh chị. Vải rất mát luôn. Đơn giản dễ sử dụng ha. Này, hàng hiệu nè, Chariot gì nè. Nhiều khi mấy hiệu thể thao mà không có biết anh chị ơi. Rồi, size M, M nha. Này mát lắm, mặc siêu mát luôn và cực kỳ xịn nha, cầm áo biết hàng xịn rồi. Mã số 73. Dáng này dáng dài. Dáng dài model thể thao Mazo. Đây cái vải này, cái dáng nó dài như vậy nè anh chị. Đó, cái vải màu xám nha, xám này xám xi măng. Cái này tầm khoảng size M. Mã số 74. Tông sơ mi nữa nè. Indian nữa nè anh chị, nãy có một cái Indian giống giống vậy luôn nè. Này là thẳng size L. Vải sơ mi nha, vải kaki nha, có cái đệm vai. Đây. Rồi. Chốt giùm em mã số là 75. Rồi cái này là hàng hiệu Black. Chị nè, cái logo này nè anh chị. Logo này quen lắm nè. Mình hay gặp nè. Rồi, size là 110. Em đo em nhìn cái áo thì nó tầm khoảng cỡ size L nha anh chị nha. Ở bên trong nó có lớp này thì mình mặc nó siêu ấm luôn. Rồi. Đẹp quá anh chị ha, cái màu cũng đẹp nữa. Chốt giùm em mã số là 76. Bomber, bomber này size M. M hoặc L. Đây người ta ghi L chưa lắc nha, nhưng mà M là mặc được. Bomber này không có quá to đâu, màu đen ha. Độ mới cao mắc rưỡi luôn. Hiện đại luôn. Cái này chốt giùm em mã số là 77. Cái này là SHKI gì nè, size XL. Này, XL nha anh chị, L mặc ok, vải một lớp rất là mát luôn. Vải dù rất đẹp. Mã số là 78. Trời, cái này mới lắm, siêu mới luôn. Chốt liền, chốt liền. Anh nào mà chịu cái tông màu nó sáng sáng chút là chốt liền cái này ha. Basic House Limited Time Wear. Size 100, tầm khoảng size L nha anh chị. Màu sáng nhưng mà nó mới, cực kỳ mới luôn. Vải siêu mát, siêu mới luôn. Chốt liền cái này.
Mã số là 79. Rồi màu xanh dương nè, nãy giờ có hai cái xanh dương thôi, cái kia với cái này. Rồi cái này hàng hiệu xịn nha, hàng hiệu đát anh chị. Đát. Hao gì nè ha, size 100 tức là size XL. Đó, cái hiệu đó. Size XL, L mặc ok. Cái này là có cái vải nó sọc sọc như vậy nha, màu xanh dương, xanh là giống như xanh da trời, nhạt nhạt hơn xanh dương đậm hồi nãy nha. Nhưng mà nó cũng nó tông màu xanh y hình luôn. Mã số là 80. Rồi, em có một cái áo này hàng hiệu là satin. Cái này nữ nha anh chị. Này nữ mặc giùm em ha, nữ này tầm khoảng size L, mặc hơi kiểu dài dài phủ khoảng khoảng qua tới cái đùi một chút xíu anh chị nha, rất là đẹp luôn. Vải nữa là sẽ vải dày. Cái này mình mặc khúc nào lạnh lạnh đó mặc cực kỳ đẹp, nhà phối đồ nó rất là đẹp với sang luôn ha. Chốt giùm em mã số 81. Áo này Parker này giống hiệu cái viết quá ha. Đây, màu đẹp luôn, cái này không phải cũ nha, cái màu nó vậy anh chị. Size này tầm khoảng size M của nam nha anh chị nha, M nam, vải rất mịn rất xịn. Hiểu nè, M của nam. Chốt giùm em mã số là 82. Rồi, màu này là màu cam. Màu cam này hồi đợt lâu trước có một cái anh chị hỏi quá trời luôn, mà có một cái thôi. Mấy này thì nó hết rồi là nó hết luôn á. La Fuma Authentic gì nè, xịn lắm, màu cam nha anh chị. Cái này tầm khoảng size L, XL nhỏ xíu thôi. Size L là mình mặc vừa đẹp, tại mấy cái này là mình phải mặc hơi rộng rộng nó mới đẹp nha. Đẹp lắm, và vải xịn cực kỳ luôn. Mã số 83. Rồi tiếp tục cái này. Cái này là màu nó hơi hơi xám đen chứ không phải đen tuyền nha, hơi hơi xám đen như vậy. Size 100. Cái này tầm khoảng size L anh chị, ML mặc được nha. Edition gì nè, ML mặc được áo này. Rồi, vải này nó cứng nha. Size, mã số là 84. Cái áo này nè, anh không phải là nó lỗi nha anh chị. Cái kiểu người ta làm vậy nha, cái kiểu người ta làm chỗ này nè, là nó tua tua như vậy nha anh chị. Nó tua từ đó qua đây luôn, kiểu người ta cắt xong ta không có may lại á. Cái vải nó là dạng như vải kaki, vải jean kaki á anh chị ơi. Đẹp nha, và chất nha. Hàng khóa là đồng giả cổ, hàng hiệu của Heilin G. Cái này tầm khoảng size L, mặc đẹp. Nó nặng nha anh chị, cái vải này nó nặng ha. Này nó giống với cái Fila đợt trước em bán, cái vải kiểu vậy đó, vải jean denim á, kaki nặng á. 85. Một cái áo nữ nè, nữ này đen phối với là tím, hàng hiệu của Trespass. Mấy này hàng hiệu không anh chị ơi, hàng xịn không á, cái cổ nó nằm trong đây. Size 90, tầm khoảng size M của nữ nha. Độ mới rất là cao. Mấy này đi chạy bộ, tập thể dục, thể thao, hoặc là đi che mưa, che nắng, hoặc là lạnh được cũng ok hết anh chị. Cỡ nào mình cũng phối được hết trơn. Mã số là 86. Mã 86 cho cái áo này anh chị ha. Mã 86. Ok. Đây, ok này size 100, khoảng size L. Cái này nữ nha anh chị nha. Nam thì tầm khoảng size M, SM nhỏ thôi. Còn này nữ thì khoảng size L ha. Đó, cái này thì nam nữ mặc được hết, phối màu nè. Phối cái tay ba màu vậy luôn nha. Đẹp lắm. Cái nào cũng đẹp hết anh chị, đồ mới cao ha. Mã số 87. Beo nè, da beo da báo nè. Cô chị nào thích cái tông này không? Hàng hiệu nha. Hàng hiệu của nó là Bierrot size L. Vải nha, cái này vải. Ôi ôi size L đẹp nha. Cái tông này nó trầm, các cô mình mặc ok. Đấy. Đơn giản nhưng mà phối đồ rất là đẹp. Nhìn cá tính nha. Mã số 88. Một cái áo nữ phối giữa màu be, kem, đậm với họa tiết. Size này tầm khoảng size M, L nhỏ xíu luôn. Ghi 77 đó, nhưng mà khoảng M là nhỏ thôi. Cái màu, tông màu nó như vậy nha anh chị nha. Đây. Đẹp quá ha. Đơn giản dễ mặc. Mã số 89. Một màu xanh Extreme Lady size L. Cái này cái dây mình mặc tới đâu mình rút tới đó nha anh chị. Đó, cái vải thì nó nhăn nhăn như vậy ha, rút eo tới đó nha. Cái tay nó như vậy, nó không có cái bo tay. Ôi, ơn sao đẹp dữ. Ơn sao đẹp lắm nha, cái màu bên ngoài nó rất là sáng. Mã số là 90. Cái này là màu màu xám, xám xám anh chị. Hàng hiệu này
size 95, size M của nam. SM mặc được nha, vải một lớp rất là mát luôn. Cái tông màu của nó vậy. Và cái chất vải của nó vậy luôn ha, mát rượi. 91 cho cái áo đó. Phối màu nè, cái này áo nữ size L. Không, cái áo này lỗi rồi. Thôi, kết thúc. Em kết thúc video này ở đây anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái sản phẩm trong video này. Và trong ngày mai thì em cố gắng đem soạn hàng, nếu kịp thì em sẽ lên tiếp tục áo cho mình lựa chọn anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.